Thưa quý vị, thưa các bạn, thanh long là trái cây đặc sản nổi tiếng của Việt Nam. Tại tỉnh Bình Thuận, với diện tích trên 27.000 ha và sản lượng hàng năm là khoảng trên 600.000 tấn, đây đã trở thành trung tâm giao dịch thanh long lớn nhất của Việt Nam, cung ứng cho nhu cầu tiêu dùng nội địa và xuất khẩu đến hơn 14 quốc gia trên thế giới. Trong đó, Trung Quốc là thị trường lớn nhất của trái cây thanh long Bình Thuận. Tiếp nối thành công của Hội nghị xúc tiến thanh long năm 2016, đến nay tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với Bộ Công Thương, Sở Thương mại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc tổ chức Hội nghị xúc tiến tiêu thụ thanh long năm 2017 tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Hội nghị đã thu hút khoảng 30 doanh nghiệp hàng đầu về trồng và sản xuất kinh doanh thanh long của tỉnh Bình Thuận và 150 doanh nghiệp Trung Quốc. Doanh nghiệp của Trung Quốc họ quan tâm và họ tham gia cái hội nghị này. Điều đầu tiên là tôi thấy là rất mừng, và với cái số lượng như thế thì hội nghị thì cũng có thể nói là đã thành công. Nhưng mà là đối với cái thị trường này thì nó cũng khó khăn, bởi vì là cái đường vận chuyển thì nó xa, chi phí nó cao. Trong khi đó thì bên cạnh chúng ta là có Trung Quốc, thì nhu cầu tiêu thụ thanh long của Trung Quốc là rất là lớn. Cho nên cái chủ trương chung của tỉnh á, là phải tập trung vào phát triển ở thị trường này. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về vấn đề phòng trừ dịch bệnh, tạo giống mới, chất lượng, có khả năng kháng bệnh cao và đảm bảo năng suất. Về phía doanh nghiệp tiêu thụ, họ mong muốn khâu sản xuất cần chú trọng đến chất lượng, đầu tư kỹ thuật cao nhằm tạo ra các sản phẩm mới, độc đáo, có giá trị kinh tế cao, mở rộng diện tích vùng trồng đạt tiêu chuẩn Việt Gap, Global Gap. Cơ quan kiểm dịch Trung Quốc cũng mong muốn các cơ quan chức năng Bình Thuận phối hợp trong việc truy xuất nguồn gốc hoa quả nói chung và thanh long nói riêng. Hiện nay tỉnh cũng đang chỉ đạo và ngành nông nghiệp cũng đang chỉ đạo là khi sản xuất là phải gắn với lại nơi tiêu thụ. Thì cái chuỗi này thì để liên kết thì nó mới bền vững được cái giá cả cũng như thị trường xuất khẩu. Thì cái liên kết này chặt chẽ được thì nó đảm bảo thực phẩm. Thứ hai là nó sẽ đảm bảo cái thị trường đầu ra. Nói chung là những bước về truy xuất nguồn gốc ấy, thì thật sự ra bây giờ các chứng từ của bên Việt Nam mình thì doanh nghiệp chúng tôi đã hoàn tất đầy đủ, thì đợi bên bạn có những người hợp tác với mình yêu cầu làm sao thì mình sẽ làm theo đúng của bên bạn thôi. Bên lề hội nghị, đoàn doanh nghiệp Bình Thuận đã đến thăm và làm việc tại Trung tâm Logistics Thương mại Quốc tế về Nông sản Hải Cát Tinh. Trung tâm này là đầu mối cung cấp hoa quả, nông sản trong nước và xuất khẩu cho toàn vùng Tây Nam Trung Quốc. Tại trung tâm này, nhiều chủng loại hoa quả của Việt Nam cũng đã có mặt. Tôi là thay mặt cho Liên hiệp Thanh Long Bình Thuận rất mong muốn được xuất khẩu thanh long sang Trung Quốc với con đường chính ngạch và giá cả ổn định lâu dài. Chợ đầu mối của bạn là rất tốt. Nói chung là lượng hoa quả về đây rất chi là nhiều, kể cả thanh long của Bình Thuận, của Việt Nam mình. Thì tôi cũng rất mong muốn được trái thanh long của Bình Thuận sẽ được vào cái thị trường chợ đầu mối của Quảng Tây, Trung Quốc và được đánh giá cao, tiêu thụ mạnh để cho nói chung các doanh nghiệp chúng tôi và kể cả người nông thôn Bình Thuận được hưởng cái lợi nhuận đó. Song song với việc sản xuất thanh long theo hướng an toàn, Bình Thuận đã đăng ký nhãn hiệu Bình Thuận Dragon Fruit và hình ảnh trái thanh long. Tại 14 nước và vùng lãnh thổ có tiềm năng xuất khẩu thanh long, đã có 12 nước và vùng lãnh thổ đồng ý bảo hộ nhãn hiệu, 2 nước và vùng lãnh thổ đang thẩm định đơn. Bình Thuận đã cấp chỉ dẫn địa lý thanh long Bình Thuận cho 83 tổ chức cá nhân sản xuất thanh long trên địa bàn tỉnh. Với nhiều hoạt động thiết thực như vậy, hy vọng quả thanh long Bình Thuận nói riêng và thanh long Việt Nam nói chung sẽ có chỗ đứng vững chắc trên thị trường quốc tế.